Khoảng 2 giờ sáng ngày 21 tháng 9 tại huyện Cát Tiên xảy ra lũ cục bộ trên địa bàn các xã Tiên Hoàng, Nam Ninh và Gia Viễn. Lũ đã làm cho nhà một số hộ dân tại địa phương này ngập nước khoảng 20 cm. Dù không có thiệt hại về người, nhưng lũ cũng đã làm thiệt hại một số tài sản hoa màu của nhân dân, hư hỏng một số tuyến đường giao thông. Do nước xuống chậm nên toàn bộ học sinh trường trung học cơ sở Tiên Hoàng, xã Tiên Hoàng phải nghỉ học vào buổi sáng ngày 21 tháng 9. Ngay trong sáng ngày 21 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên đã đến các địa phương nắm tình hình và đưa ra giải pháp khắc phục, thống kê giá trị thiệt hại. Trong số các đoàn viên thanh niên học sinh đến theo dõi phiên tòa, dù chỉ là